Đây, các bác thấy phong cảnh ở đây thế nào? Rất là đẹp đúng không ạ? Xin giới thiệu các bác, ở phía bên này thì là ở cái phía bên này ấy, thì là thị trấn Yên Thế các bác. Thì ở đây là xã Liêu Đô. Tôi đã đi từ trên kia xuống đây, xuống xã Liêu Đô này. Đây là khu này là khu khu lạnh các bác. Còn đây là khu làng Tàu. Còn dưới chân núi này thì là gọi là thôn Cốc Bó các bác. Thì tôi phải đi vào đây, đi qua cái rừng cọ kia và lên đây, và lên chỗ tôi đang đứng đây. Còn phía bên này các bác, phía bên này thì là mỏ đá doanh nghiệp, người ta khai thác đá block. Thế còn lát nữa thì tôi sẽ nhặt đá quý, lấy đá quý ở góc kia các bác. Góc kia có cái con đường đi lên 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 bãi bằng các bạn, bên trên kia là bãi bằng đi lên cái chỗ sương mù kia các bác nha. Thì người dân muốn đi lên bãi bằng thì người ta đi đây, đi theo con đường hành lang, qua cái hành lang của cái mỏ đá ở bên này các bác. Đây có con đường đi lên đây, đi qua cái hành lang đây các bác nhá, đi lên kia vòng qua kia. Bây giờ tôi sẽ đi lên phía kia để đi nhặt đá quý các bác nha. Dọc theo con đường này đi lên các bác nhá. Thì hôm nay tôi cho thằng cu con nhà tôi đi cùng, nhưng mà không biết nó chạy đường nào rồi các bác. Đây, bây giờ tới nơi rồi các bác. Thì đây, để tôi quay cho các bác xem nhé các bác nhá. Đi lên phía bên trên này một tí. Thì đây, bây giờ tôi sẽ tìm ở con đường này. Thì ở đây sau cứ một trận mưa xuống ấy thì nó chơi ra những cái viên sỏi, viên quậy ấy các bác. Và chúng ta cứ tìm ở cứ chỗ chỗ nào mà có quậy đen đấy thì chúng ta tìm sẽ có đá đỏ các bác nha. Đây cho các bác xem. Quậy thì nó nằm lẫn ở trong đá trắng đây, các bác nhìn thấy quậy đen xì đây. Đây chính là quậy đá quý các bác ạ. Đây. Đây có viên đá sành đây các bác. Này. Cho vào cái này các bác nhá. Để chúng ta gom nhiều nhiều, lát nữa chúng ta đem ra cái vũng nước nào đó để chúng ta rửa sạch thì mới biết được. Này các bác. Đây đây này. Đây các bác. Đây. Đây là hàng tinh thể các bác ạ. Thường thì người ta thường quen gọi là răng chó. Răng chó hay nanh chó gì đấy. Rất là đẹp. Cho vào đây. Được bằng này rồi các bác. Đây đây này. Rất nhiều cuội. Cuội đen đây các bác. Đây có viên viên thạch anh. À. Đây là mắt thạch anh trắng các bác ạ. Trong veo này. Cái mắt này còn bé, có những mắt to bằng bằng cái chén, cái ly các bác. Trong veo các bác nhé.
Nên thằng cu con tôi... Con ơi! Đi ra tìm nhặt đi. Giúp vào đấy làm gì? Cu con tôi mải chơi mà. Này, này các bác. Cầm cái này cho bố nè. Thấy viên nào không? Thấy. Đâu. À, tạm được. Trên này xem nào. Chân này xem nào. Đấy. Có này, nhiều này. Thật. Đây đây các bác. Bé tí đây đều là nó đấy. Chỉ lai thai. Cho tất vào đây. Đây. Đâu? Nguồn viên xanh. À. Để phía đây. Có cả cái này các bác ạ. Như kiểu đá mà đá xanh, như kiểu đá bãi bưởi ấy các bác. Cái bãi bưởi mà cái bãi người ta thường hay gọi là cái bãi đá tiền tỷ, đi tìm những viên đá tiền tỷ đấy các bác. À, tìm những giấc mơ đổi đời ấy. Thì trong nhiều cái video các bác thấy là người ta đi bãi bưởi rất là đông các bác ạ. Thì ở đấy chủ yếu là cái đá xanh như kiểu này này. Thì ở đây hôm nay mình mới thấy, đầu tiên thấy viên đá này các bác. Đá xanh này. Đây là cũng là xỉ thôi. Cũng không được đẹp mấy. Thôi, cho tất vào đây. Đây đây đây. Tìm đi tìm lại mà không thấy này. Bây giờ mình thấy này. Rất nhiều cái loại đá này nhá. Này, có hai viên. Một viên trong nữa. Mẹ tí này á? Ừ, mẹ tôm ấy. Ừ. Đinh chưa? Bé như con mò. Này. Nhiều nhưng mỗi tội là bé. Đây có một viên trong nữa mà. Viên nào? À, hình như là đá thường rồi. À, cho vào cái này. Nhặt tất. Đây các bác. Nhìn kỹ mới thấy các bác ạ. Xỉ. Nè. Gì đấy? Này. Đâu? Đây. Ui. Cho vào kia. Nhiều phết đấy. Cái viên ông đẹp. Đẹp. Đây các bác. Xỉ. Nhiều đá thế cơ mà. Bố tìm chẳng thấy viên nào. Đấy, cu con nhà tôi thì rất là siêng năng các bác, chịu khó nhặt lắm. Quậy thì nhiều các bác, rất nhiều luôn. Quậy đen. Thôi đi lên trên này đi con ơi. Lên trên này có hy vọng hơn đấy. À, cục quậy này rất to này. Quậy đen đấy. Bây giờ tôi sẽ đi lên phía trên này các bác nhá.
Thì mỏ trên này người ta đang khai thác dở thì hiện giờ người ta rút, máy móc người ta rút về hết rồi các bác. Thì mỏ trên này rất là nhiều sỏi. Và đây chính là cái bãi đá đỏ của ngày xưa. Đi bên trên của cái bãi này thì đi lên nữa sẽ là bãi bằng các bác ạ. Rất nhiều bãi trên này luôn. Chúng ta còn đủ mà đi mệt đấy. Không phải là các bác nhìn thấy cái đỉnh ở đây là đi là cùng đâu. Đi sang phía bên trong ở đằng sau cái đỉnh này, đằng sau cái ngọn ở giữa kia các bác, thì nó là bãi bằng, đi lệch sang bên này bãi bằng này. Ở trên đấy hiện nay người ta làm rất đông, nhưng hôm nay thì không biết là có nhiều người làm hay không. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đi lên cái chỗ bãi, cái mỏ người ta khai thác ở ngay trước mặt này các bác nhá. Đi rừng về à các bác? 15 á. Ừ. Đây xuống sớm đấy. Ở đâu xuống đấy? Dạ. Ở bãi nào xuống? Bãi nào đâu, định bảo đi lên trên này là cu nó không leo nổi dốc. Thế là chắc đi xuống nhặt mấy viên sỉ mà. Đi chơi à? Đi chơi mà. Định đi lên. Quay xuống đi. Vâng. Định đi lên cái chỗ bãi bằng ấy, nhưng mà lên đấy nắng quá. Bãi bằng anh ở đây đấy, bãi bằng anh ở đây đấy. À đây à? Anh người đâu? Ở Minh Xuân. À, chú Minh Xuân nhỉ? Minh Xuân anh ở khu nào ấy? Thôn 15. Có gần nhà cái thằng gì, thằng trước có thằng Tuyên mà nó lên đây làm được. Thằng Tuyên ở thôn 19. 19 à? Thằng Tuyên là cháu mà, nó rủ đi mấy lần nhưng mà không được đi, bây giờ nó đi Hà Nội rồi. Mày bảo bây giờ mày... Có mua xỉ không? Xỉ á? Xỉ nhiều không? Này này. Nhiều. Nhiều mà hôm nay không mà tiền tầm bao nhiêu tiền? Hơn triệu. Nó một triệu, hơn triệu thôi. Cho anh em xem đấy. Xem xỉ nó thế nào. Mai đó anh. Hả? Xỉ mai đi. Xỉ với bằng này mày đéo phải nghĩ. Ừ. Nghĩ nói chung là... Lúc nào cũng là đẹp hết. Chọn ra mới được. Chứ còn mai được tất thì... Xỉ bằng này em phải nghĩ rồi. Lúc nào anh đi xuống chả bán triệu, hơn triệu. À. 2 triệu. Xem lô xỉ này cái. Xỉ này xỉ bãi bằng thôi. Ừ, bãi bằng ấy. Ừ. Bãi bằng luôn. Xỉ to nhỉ. Cái này không có cái gì mà đổ ra xem ấy nhỉ. Nhưng mà cái này chắc mài thì chỉ có chọn thôi. Nó phải chọn nó được mấy viên thôi. Chứ nó không phải là được hết đâu. Mua. Chiếu lúc mà anh cứ đéo rồi đi xuống cả bán một triệu dưới. Thế rồi, chỉ nó đẹp đẹp tí nữa thì tốt nhỉ. Chỉ như thế này đấy. Thế này. Thứ nhất là cái màu của nó không được đấy đó. Ôi, cái này rửa sạch đi rồi. Nó còn bùn mà. Anh hôm nào, bọn anh hôm nào lại lên? Mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa. Mấy ngày lên, cứ mấy ngày mới xuống à? Ừ. Lên tầm tuần xuống. Nó có lô đẹp đẹp, em muốn mua một lô về mài mà. Đây mày lô mua thử lô này đi. Tụi này sợ mài được. Mày mua thử đi, nhật giả. Không bao giờ phải lỗ. Giám khẳng định không bao giờ phải lỗ. Tao mài đây. Đấy. Con quay cho bố con. Không cần phải chọn nữa. Mua đi. Mua lô chỉ. Mua cả. Về cái viên mấy trăm nghìn là anh bỏ vào để lô chỉ anh mới bán được. Ui, đi anh nói thật mày. Đỡ phải vui về. Cứ lấy có cái sàng đổ nhau viên mấy trăm như thế là tao bỏ vào đấy để tao mới bán được cái lô chỉ. Đẹp lắm anh ạ. Có bằng này 500. Không bao giờ bán. Một chiều ấy có gì anh còn xui xui một tí. Nói cho nó đúng thôi. Nói sai. Còn nữa rồi mà trả 500 ấy trả giá đi đường với nhau. Chẳng sao. Có ba viên đấy anh còn chứ không nhận ra. Bán làm cho em làm quà làm kỷ niệm. Bán cho mình đi. 500 nhá. Bao nhiêu? 500 luôn. Bán. Không. Rồi chỗ người dân tộc cá à? Em người Nùng ấy lo mà. Mày cho tao số điện thoại luôn. 0971. Có Cang mừng thông cảm đấy.
em mẹ cái lô chỉ có lúc nào mày lên bãi bằng ấy, tao lúc bằng. Đéo nào cũng phải là triệu, nhưng mà cái này biết rồi, cái này em lấy đó. Gọi là lấy một lô bán để giao lưu chứ còn rồi. Cái này mài thì không mài được, có mài còn, được. Còn cái lô chỉ hôm nay tao dám thì mày nhặt ra đến đây còn 3 viên mày bọn, mài ra bán tiền triệu. Bọn em bán mài là rất rẻ luôn. Cái này đấy. Thì lấy làm đó. Kỷ niệm thôi. Rồi, làm kỷ niệm. Mày ra bán tiền triệu. Anh cứ dám khẳng định cứ đi mày cứ bán thử xem. Không được, cứ lên bãi bằng tìm Thuận Hoài với thằng Thiệp. À tên Thuận. Cứ lưu Thuận. Mày tên là gì nhỉ? Thiệp với đạo. Thuận thôi. Đạo. Còn em là không có tên luôn. À Đạo. Thế mày đạo mày nghĩ ơi. Rồi, mình biết nhiêu rồi. Đó. Không, em mua chơi thôi chứ còn thực ra cái này lấy về anh mài thì không mài được. Ở đây có 3 viên mày mài ra được còn hơn triệu nữa cơ. Không, không nói chung là cái lô này về mày bán vẫn được 1 triệu. Không có. Bán lúc đéo trả được 1 triệu. Cái này bây giờ về phải ngâm. Mày xách giống nguyên như của anh này. Mày xách cái túi này đi xuống. Lúc đéo mày chả bán được 1 triệu. Bây giờ là mày phải ngồi xuống. Vâng. Mình cứ phải ngồi nhé. Bắt tay á. Cảm ơn nhá. Hôm nào mày lên. Hôm nào anh em gặp nhau tiếp nhá. Hôm nay mày lên anh. Và nó mừng hơn. Vâng. Hôm nào nhá. Mày cứ hỏi thằng Tuyến ấy là nó biết anh luôn. Rồi. Hôm nào nó vào đi, nó bảo chú cứ đi theo cháu con lán. Anh hôm nay lên đã mệt rồi, phải ngồi một đống xỉ nữa. Ok, không sao mà. Mà về làm chơi mà thấy giống thịt kia nó lẫn với đá người ấy nhỉ. Tống này thì nó cũng là xỉ đấy, nhưng nó xỉ nó không được ấy, nó xấu. Có phải không nhỉ? Thấy quay mà thấy thấy dây mà được luôn. Dây xuống chỗ dưới này dâm dưới này nghỉ ngơi tí để xem cái lũ xỉ này cái à và cái lán chỗ đây. Mình để xe đúng rồi. Không. Tình hình là chúng tôi định đi lên phía trên các bác ạ, định lên phía trên bãi bằng để tìm kiếm, tuy nhiên là trời nóng chúng tôi phải bắt buộc phải đi xuống các bác. Thì may quá gặp ba cái bác vừa nãy ấy. Thì mấy bác có cái lô xỉ thì tôi mua về làm để làm kỷ niệm các bác. Thì mình thấy rẻ mình mua về chơi mà. Thì những cái nào mà không nên thì mình vứt đi thôi, hoặc làm kỷ niệm thôi, chứ còn cái này thì chả có cái vị gì mấy. Nhưng mà lát nữa về tôi đổ ra tôi ngâm tôi rửa rồi tôi sẽ chọn sau các bác. Mua rẻ mà. Còn bây giờ chắc là tôi mình rút thôi. Hôm nay thì thành quả hôm nay hai bố con nay nhặt được bằng này. Thì lát nữa về tôi sẽ đổi ra xem xỉ nào đẹp hơn các bác nhá. Lấy cho vào ba lô con ơi. Xỉ này toàn mắt tôm. Rồi bây giờ lượn đi xuống thôi. Trời nắng quá thì mệt. Đi xuống con này. Bố khoác đi này. À con nhấc đấy con khoác cái ba lô nhá. Còn cái gì nữa không nhỉ? Thế rồi, còn gì đâu. Thôi đi.